Chiều nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Sau khi nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo về công tác trực sẵn sàng chiến đấu, trực Tết, trực phòng chống dịch COVID-19, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ biểu dương những kết quả nỗ lực của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời yêu cầu trong những ngày Tết Nguyên đán, lực lượng vũ trang tỉnh cần làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng của nhân dân, kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương xử lý các tình huống xảy ra. Đặc biệt phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng địa phương trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ là tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly cho nhân dân vui xuân đón Tết bình yên, an lành. Tổ chức tốt các hoạt động vui xuân đón Tết cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Sau Tết cần làm tốt công tác động viên tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Thăm và chúc Tết cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân của bệnh viện trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã thành lập các đội xung kích phản ứng nhanh, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi cần thiết. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu, bệnh viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt cần chuẩn bị tốt hơn nữa các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kiểm tra động viên tặng quà các thành viên làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại nút giao đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời quán triệt và động viên cán bộ chiến sĩ và nhân viên y tế tại các chốt kiểm dịch nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích, cố gắng khắc phục khó khăn, gìn giữ sức khỏe để hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.